video nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một cái dàn hồ mình mới làm. Thì sẽ có nhiều anh em hỏi làm hồ cá nuôi beta mà sao to thế ha. Thì cái này không phải nuôi cái beta đâu nha anh em. Cái thước hồ này nó hơi to. Anh em phải so với con hũ 3 lít không? Đó. Thì cái hồ này cái thước là 30x30. Đó thì nó là hình vuông luôn và có che lưới bên trên. Tại sao che lưới? Là để Liêm nuôi cá cờ đó. Một cái giống cá mà rất là thích nhảy đầu tự tử. Thì nói chung là đặc tính tự nhiên của nó còn cao nên nó rất là thích phóng ra ngoài đó. Thì anh em thấy Liêm phải làm một cái lớp lưới xanh để che lại tất cả đó. Và sẵn đây cũng Liêm muốn giới thiệu một cái bóng đèn mới nè. Sáng Liêm đi chợ Liêm hơi bị bất ngờ về cái bóng đèn này. Giá chỉ 550 ngàn thôi mà thiết kế như là một cái bóng đèn cao cấp, anh em thấy không? Mỏng dày, chân meca đầu rất là thẩm mỹ. Và nó tới 4 hàng bóng luôn, đủ độ chiếu sáng dành cho những cái hồ lớn 1 mét trên cho đến 1m2. Thì nói chung là một cái bóng đèn này xài khá là ok. Thì Liêm setup một cái hồ như thế này, không chỉ những nuôi cá cờ đâu, nếu anh em thu nhỏ là thì đây là một môi trường rất là thích hợp để anh em nuôi những cái con cá mà anh em cưng như là cá beta đó, mà anh em muốn làm giống hay là anh em cưng nó quá thì cái môi trường như thế này là một môi trường con cá beta rất là thích. Ngày mai Liêm sẽ bỏ vào đây chừng 2 cái lá bàn cho một hồ nữa để tạo lên một cái gọi là cái chất nước đó, nó gần giống như tự nhiên nhất. Và còn cái đáy này Liêm sử dụng là than tổ ong, và anh em có biết mà than tổ ong phi thì cái gì mà phi là Liêm thích lắm. Tuy nó không có thẩm mỹ bằng đá nhâm thạch nhưng mà nó phi thì Liêm rất là thích. Nhưng mà anh em muốn vi sinh, anh em phát triển tốt á, thì anh em nên lựa những cái vật liệu đáy như nó có độ nhám, độ lỗ như thế này nè, thì vi sinh nó mới bám được nhiều. Anh em đừng có bỏ sỏi, bỏ bi hay là bỏ những cái vị mà nó chân tru quá thì vi sinh nó sẽ không có bám víu đó được nhiều. Thì anh em cũng biết vi sinh vốn là nó chỉ sẽ tự hình thành, nhưng mà anh em nếu mà anh em không xài vi sinh khởi tạo á, như là những cái bịch Liêm giới thiệu từ những cái clip trước á đó, thì nó sẽ phát triển rất là chậm. Và thứ hai là nó sẽ phát triển vô hình và không có biết được cái chủng chính xác của nó. Thì đối với những cái chủng Bacillus này á, thì nếu anh em nghiên cứu sâu rồi thì không còn gì để chê. Nó gần như là một cái chủng được gọi là áp dụng cho con người mình rất là nhiều vì những cái đặc tính rất là hay của nó. Chứ đừng có nói riêng là về vấn đề cá. Thì do gần đây anh em cũng, nếu mà anh em nào theo dõi Facebook của Liêm á và YouTube của Liêm á, thì biết dạo gần đây có nhiều thanh niên, không phải là thanh niên, có nhiều người lớn tuổi luôn mà nói chuyện rất là lố bịch, cái kiểu vào để gây quơ á. Thì nói chung là Liêm chia sẻ kinh nghiệm của Liêm, đúng sai thì anh em cứ áp dụng là anh em sẽ biết thôi nha. Chứ mình nói chung giờ không có còn đủ thời gian mà để phản bác lại nữa, tại vì dạo gần đây Liêm hay phản bác lại trên Facebook á, là do họ có những cái lời lẽ không hay và họ đem những cái bài chia sẻ của Liêm về trang cá nhân của họ và họ cười nhạo, nói chung là kiểu lố bịch lắm. Liêm không có thích cái kiểu đó thì Liêm mới phản ánh lại thôi, chứ thật sự Liêm không có đủ thời gian để dành cho những cái người mà có cái đầu để trang trí đâu. Thì nói chung là chuyện không có đáng. Thì nên anh em mong là thí dụ như thích kênh của Liêm hoặc là thích trang Facebook của Liêm theo dõi thì cứ like và subscribe cho Liêm, còn những phần còn lại thì Liêm không có quan tâm đến nhiều. Anh em là không thích thì cứ vui yêu cầu lượng đó, Liêm không có cần những người đó. Với mục đích Liêm tạo ra cái YouTube này, cái kênh này là để Liêm làm một cái kỷ niệm nào đó để sau này về già mình có thể ngắm lại. Nên cái việc anh em thương mến thì anh em coi, còn nếu như mà anh em không thấy Liêm giải thích không có gì hợp lý thì anh em có thể đặt câu hỏi. Còn đối với những cái thành phần mà nói chung là nói chuyện mà kiểu chỉ có ta là đúng á, kiến thức của ta là đúng thôi, còn tất cả các kiến thức còn lại là sai á, thì lượng đi, Liêm không có tiếc chi những cái người như thế. Thì quay trở lại với clip này, thì làm một cái hồ như thế này, nếu anh em áp dụng thu nhỏ lại thì đối với con beta cũng cực kỳ tốt. Tại sao? Tại vì nó có cây nè, đúng không? Nó có vật liệu cho vi sinh bám nè, và đặc biệt là Liêm làm hai mặt, mặt sau và mặt bên nó là màu đen đó, Liêm dán luôn để cho nó tối. Thì trong một cái môi trường mà nó không bị stress á, nó gọi là gần như môi trường tự nhiên của nó nhất á, nói chung là nền tối thì con cá nó sẽ phản lại cái màu nó rất là đẹp. Và thứ hai là tâm lý của nó gần như cái môi trường á, nên nó sức khỏe nó tốt thì nó sẽ cho ra một cái màu sắc rất là tự nhiên và rất là đẹp của con cá. Thì anh em cứ làm thử, không phải riêng cá cờ đâu mà là cá beta của mình, mà đặc biệt là beta quan giả đó, anh em chơi những cái loại như Samadina nè, Mahacha nè, hoặc là những cái dòng cá mang xanh mang đỏ hay là kỳ son của mình á, mà anh em nuôi trong một cái hồ, anh em dán hai bên, chỉ trừ một bên giữa cho nó kè thôi, còn lại là tối hết, thì anh em sẽ thấy được cái màu của con cá nó lên rất là đẹp khi anh em mà gỡ giấy ra cho nó kè. Thì đó là đặc tính chung của những cái con cá mà nó còn mang cái dòng máu cổ điển nhiều á, nói chung là đặc nặng cái dòng thiên nhiên á, thì nó sẽ thích những cái môi trường như thế này. Và cá beta của mình cũng vậy thôi, không riêng gì đâu, anh em cứ áp dụng làm một cái mô hình như thế này thử. Tại vì Liêm học hỏi được từ hai bên, nên khi mà mình học được cái gì
thì mình chia sẻ cho anh em cái đó. Thì Lim lên Lim coi anh em nuôi cá cờ, Lim mới hỏi ủa sao anh em lại là đen hai bên. Thì anh Nhất Phương á là một người chơi có tiếng trong cá cờ, anh mới nói là khi mà làm như vậy á thì con cá nó sẽ lên màu đẹp hơn, là một cái hũ trong đó. Thì mình thấy có lý và mình thấy áp dụng được thì mình sẽ áp dụng ngay, đặc biệt là cho với con cá cờ và là cho cá beta luôn của mình. Thì rõ ràng cái đó là đúng anh em, thì nó không bị stress. Thì như con người mình á, nói chung là khi mà mình sống với tâm lý thoải mái thì nói chung là cơ thể của mình và biểu hiện bên ngoài của mình cũng là nó đặc sắc và nó rõ ràng hơn. Đối với khi mà mình sống mà bị trầm uất cái kiểu mà tâm sinh lý mình bị ức chế á, đó thì anh em có thể làm cái mô hình như thế này. Nó cũng đơn giản lắm em, lấy một khúc lũa anh em thấy không đó, đều hoặc là đá dán lên nhẹ, như những cái hồ trong đây là thì Lim dán cây lên đá luôn, còn những cái này thì Lim dán lên lũa đó. Đó, những cái này thì Lim dán lên lũa, nó rất là đơn giản lắm anh em. Cây này là cây lan nước thì nó phát triển rất là mạnh mà không cần phân bón trực tiếp, nói chung là có phân bón trực tiếp thì nó phát triển ghê lắm, còn không cần thì nó vẫn phát triển được do cái lượng dinh dưỡng và vi sinh nó phân hủy chất thải của con cá và là nước tiểu con cá, thì cây nó vẫn hấp thụ và phát triển rất là tốt. Thì còn nếu mà anh em không tìm mua được cái này gần nhà thì anh em có thể thay thế vào đó trầu bà, hoặc là gần đây có mô hình mà Lim thấy anh em chia sẻ rất là hay, đó là khoai lang. Thì nó tạo một cái mảng xanh cho một cái ngôi nhà của anh em, thì từ đó kết hợp với những chú cá thì nói chung là ngôi nhà của anh em sẽ có sự sống rất là mạnh đó. Thì cái mục đích Lim hôm nay là để làm về cái dàn hồ setup cho cá cờ đơn giản nhất, đỡ chi phí nhất, và giới thiệu cho anh em một cái lò đèn mới ra. Rất tiếc là nó không có thương hiệu nên Lim không có chụp gửi anh em được, nó chữ Trung Quốc không mà cũng dán lắm. Thì anh em có thể làm như thế hồ thế này cho beta luôn nha, như nãy Lim đã nói thì anh em thu nhỏ lại thôi, tại vì beta nó không cần một nước cao như thế này, không cần rộng quá như thế này. Nói chung rộng là tốt nhưng mà không cần quá, tại vì một cái hồ như thế này nếu anh em trẻ làm đôi nè, anh em hạ mực nước xuống thì anh em có thể nuôi được hai chú cá beta, nó đỡ tiết kiệm diện tích hơn đó, tại vì nó không cần quá dư thừa. Nói chung là rộng là tốt nhưng mà đó là nó hơi dư thừa thôi chứ không có gì hết đó. Thì khi anh em nuôi về, anh em chiều về đi làm mệt về đúng không, làm đi cà phê sữa ra ngắm chù cha hết bài, đó là một thú vui tình trí mà nè. Nuôi cá chứ nuôi chim mà sao Lim thấy gần đây nó nó hơi bất mãn quá. Nhiều anh em nói chung là để cái vấn đề mà kinh tế hoặc là gato nó đè nặng vào con cá quá, nó làm mất chất của cái môn chơi này đi đúng không. Nuôi cá nuôi chim mà còn sân si quá thì nói chung là không có hay. Thì bây giờ mình sẽ đưa nó trở lại về với đúng cái chủ đích của nó. Thì mong anh em nếu mà thích video này thì sao like và subscribe cho Lim nha. Một mô hình nuôi cá cờ, và cái này không phải là Lim nghĩ ra đâu, Lim học hỏi được của anh Nhất Phương, là một anh lớn trong môn cá cờ, và Lim học hỏi được nói chung là về kết hợp với kinh nghiệm nuôi cá beta của Lim và vi sinh của Lim. Thì Lim sẽ set up một cái hồ như thế này, gần như là nói chung là Lim thấy một cái hồ như thế này mà mình bỏ thêm hai ba cái lá bàn cho nữa để nó sinh ra những cái chất mà giúp con cá giảm stress, thì đây là một cái hồ gọi là một cái môi trường gần như là 100% với tự nhiên đó. Thì là gần như là một cái môi trường tốt nhất với con cá tại thời điểm 2019. Và tại vì với cái học thuyết của Lim, kinh nghiệm của Lim mà kết hợp với học được học lỏm được của anh em bên ngoài, thì Lim cho rằng đây là một cái môi trường tốt nhất rồi ở thời điểm này. Và nếu mà sau này nó có ra thêm những cái công nghệ mới thì mình sẽ áp dụng nhiều hơn nữa. Như là gần đây Lim thấy có một hai cái anh em chia sẻ về cái thuốc, không phải là thuốc nữa mà nó là một cái loại cây á, nó là họ keo. Theo Lim nghiên cứu á, thì tìm hiểu á, thì nó là một loại cây họ keo á, nó cực kỳ giúp cho con cá beta, và đặc biệt là beta mà đá độ á, thì nó kích thích con cá rất là khỏe sung. Và đó những cái con beta bình thường thì nó giúp con cá nó bị bệnh á, nó sẽ vượt qua nhanh hơn. Thì nói chung là khi mà giúp con cá bị bệnh vượt qua nhanh hơn thì Lim nghĩ là nó sẽ có kháng sinh trong đó đó. Thì Lim sẽ tìm hiểu và Lim nhờ những anh em bên thủy sản coi biết cái thành phần đó là gì. Nếu mà nó không có đối chọi lại với vi sinh á thì mình sẽ áp dụng mình xài, còn nếu mà nó đối chọi với vi sinh á thì mình sẽ không xài. Ở sẵn đây mình mới nói luôn là trong cái lá bàn nó có chất kháng khuẩn, nhưng mà nó là kháng những cái khuẩn nấm thôi anh em. Tại vì Lim đã nhờ mấy anh em mình đã phân tích rồi, anh em mình những cái công viện nghiên cứu á, công nghiệp nông nghiệp mình á, thì họ nói là nó không có ảnh hưởng tới vi sinh nhiều, gần như là nó không đáng kể, nó không có làm hại được so với những cái con mà chủng bacillus, và nó chỉ tiêu diệt được những cái khuẩn nhẹ như là khuẩn nấm thôi đó. Thì nói chung là kết hợp lá bàn với vi sinh của mình và chủng bacillus mình đang xài á, là gần như không có tác hại đối với chủng, nên thì mình sẽ xài mạnh luôn. Và mình kết hợp lá bàn với vi sinh để tạo ra một cái môi trường thích hợp nhất cho con cá. Và khi anh em nào mà tin tưởng và nói chung là xài rồi thì sẽ thấy được cái hiệu quả của chủng bacillus. Và nếu anh em thích nữa thì anh em bỏ vào thêm lá bàn để tăng cường cái độ hiệu quả
từ cái lá bàn nó tiết ra chất giảm chết và nó tạo nên cái độ màu của nước nó gần như là cái màu hơi ngã ngã vàng á, thì con cá nó sẽ rất là đẹp khi ở trong một cái môi trường nước như thế đó. À, rồi cũng nói chung là nó tạo nên cái phản mà tương quan màu sắc á, sẽ làm cho con cá rất là màu đẹp về bằng màu sắc đó. Thì hôm nay cái video clip hôm nay Liêm cũng sẽ chỉ nói như thế thôi, thì mong anh em sẽ có một chút ít gì đó để rút ra từ cái video clip này. Thì nếu anh em thích hãy like và subscribe cho Liêm nha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có những bài cá đẹp.